Chỉ còn vài ngày nữa là tới Trung Thu, nhưng việc thực hiện giãn cách xã hội khiến thị trường bánh năm nay rơi vào tình cảnh ảm đạm chưa từng có. Trên kênh phân phối truyền thống, không còn những quầy bánh Trung Thu lưu động, càng không có cảnh xếp hàng mua bánh. Thay vào đó là hình ảnh các siêu thị, đại lý, nếu còn may mắn được phép mở cửa, cũng thưa thớt người mua. Trong suốt quá trình điều hành cửa hàng bánh có thương hiệu gần 70 năm trên phố Thụy Khuê, anh Phạm Hải Đăng, cơ sở bánh Trung Thu Bảo Phương chưa từng chứng kiến thị trường đóng băng như năm nay. Doanh số sụt giảm tới 80% khiến cơ sở của anh phải chuyển hướng tiếp cận thị trường mới thông qua các sàn thương mại điện tử. Thực ra bánh Trung Thu năm nay nếu mà nói chung toàn thị trường thì là gần như là đóng băng toàn thị trường. Dịch bệnh thì nó cũng lại là một cái điều kiện để các cơ sở nhỏ lẻ như bên mình là nâng cấp lên. Cụ thể là như năm nay bên cơ sở tôi thì cũng tham gia các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. Rồi giao hàng thì năm nay cũng đẩy mạnh việc giao hàng qua bên giao hàng tiết kiệm hoặc giao hàng nhanh. Việc thị trường tiêu thụ sụt giảm cũng bắt nguồn bởi dịch bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến kinh tế, khiến nhu cầu mua sắm cho Tết Trung Thu cũng giảm đáng kể. Bên cạnh đó là việc giãn cách xã hội khiến người dân khó đi lại hơn. Nếu như mọi năm, chị Đào Việt Anh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vẫn thường tự đến chọn bánh tại cửa hàng, thì năm nay chị quyết định chuyển sang mua online cho thuận tiện. Theo chị, thị trường bánh năm nay vẫn tương đối đa dạng về mẫu mã, sản phẩm và giá cả gần như là không biến động. Do dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất là phức tạp, các cửa hàng bán lẻ bánh vẫn chưa được mở rộng nên cho là tôi quyết định chọn trên phương diện là mua bánh Trung Thu online. Sản phẩm mình đã mua trước đấy rồi của một hãng nhất định thì tôi vẫn nghĩ rằng là chất lượng của nó vẫn như vậy. Giá cả thì tôi thấy nó cũng vẫn như mọi năm, không có gì là biến động quá nhiều. Theo ghi nhận, trên các kênh phân phối online, những thương hiệu bánh Trung Thu nổi tiếng đều đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến thông qua website hoặc kết hợp với các sàn thương mại điện tử cũng như các bên dịch vụ giao hàng. Cùng với đó, rất nhiều chiến lược ưu đãi được tung ra như nhận mã giảm giá khi đặt hàng online, chiết khấu khi mua theo combo sản phẩm, tặng quà đính kèm hay giảm giá khi đặt hàng sớm. Thực ra mà nói thì là cái doanh thu chính của cơ sở từ nhiều năm vẫn là bán trực tiếp tại cửa hàng. Còn cái đẩy qua các sàn thương mại điện tử thì cái hiệu quả của nó thực ra là tương đối thấp vì nó phải qua rất nhiều khâu từ nhận đặt hàng rồi bao gói và những cái đấy là bên cơ sở chưa bao giờ phải sử dụng đến cái phương pháp đó nên là nó cũng hạn chế rất là nhiều. Nếu như với các công ty họ có nhiều ban bệ phân bổ ra nó rất là dễ thì bên cơ sở là phải tự làm tất cả và cái đấy là cái mình chưa được đào tạo để làm điều đó nên là chỉ đáp ứng một phần rất là nhỏ cái nhu cầu của khách hàng người ta đặt hàng thôi. Sản xuất cầm chừng và tìm hướng tiếp cận mới thông qua các kênh phân phối online là điều mà các nhà sản xuất bánh Trung Thu đã và đang triển khai trong nỗ lực đa dạng hóa phương án bán hàng để có thể mang sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong bối cảnh ảm đạm chung của thị trường do dịch COVID-19.